Chào các bác nhé. Tiếp tục ca buổi tối lại một chiếc nồi cơm. Vậy anh em cô bác gì có nhu cầu gì về sản phẩm cứ liên hệ. Đấy thì các bác không tin vào nhà tôi mà xem. Cứ dùng thoải mái. Đấy, anh em có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ cho em. Đây. Đấy. Xin chào các bác.